ăn vui vẻ cơm tôm chè nha. Chào các bạn luôn nha. Bữa nay Thẩm Dòm mới đi làm về đó mọi người. Hôm nay Thẩm Dòm mới đi làm về buổi chiều, các bạn review cho các bạn cùng xem luôn. Để các bạn nói là tôm chè đuổi hết rồi đi đâu mất tiêu rồi. Bữa nay là bà chè nấu bún bò quế dân dã các bạn, giải chiến các bạn. Thành ra các bạn cũng thông cảm giùm, ở nhà có gì ăn đó các bạn nha. Yeah. Chứ cũng mình cũng không phải thầy quên không phải là thợ nấu gì. Đó, nấu review cho các bạn xem chơi vậy đó. Thì có chả lụa nè mọi người. Rồi này là bò vào viên châu đốc. Rồi này có thịt bò các bạn. Đó, này có móng bò mọi người. Móng bò mà không biết mềm chưa không biết. Đó. Đây móng bò đây. Ồ, hồi nãy là chân bò. Đó, rồi một mâm rau mà các bạn. Rồi mâm rau này chắc chăm chè ăn không quá. Chứ ông Thánh là vô vương rồi. Rồi bún thì ở nhà toàn bún nhỏ. Thôi thôi ăn bún nhỏ luôn các bạn. Không, bún không lớn nha. Đó, à, giờ cháu yêu ăn nhiêu ăn đi con. Ăn nhiêu tấu chú xử. Ừ, ăn nhiêu ăn đi. Tô các bạn ơi, nãy chỗ làm có ăn cơm rồi. À, chỗ làm cơm rồi, vậy là cái này là chú hưởng xế phải không? À. Bún bò Huế này món của con mà. À. Thôi vậy con chan nước cho đi. Thôi chan nước cho đi, để chú lấy cái dao bự cho. Trụng vô đây. Thôi trụng đi. Trụng phải không? Thôi trụng thì con ăn hồi nữa con ăn, con trụng. Đó, ăn trụng đi. Múc đi. Rồi, giờ múc vô đi. Đó, rồi tới chú. Đó, con gấp một con trụng vô nè. À, thịt này nha. À. Một miếng nhớ nha, để cho biết sao ngày qua mất tiêu. 3 miếng đó. 4 miếng ăn mấy miếng. Đó, nữa không? 3 4 miếng vậy hả? Đó, 5 miếng đó, ông chặn đó. Để nó chín rồi nha, nó chín rồi dai nha. Vừa chín thì ông dai nha. Đó, nó sợ ọc quá các bạn. Lo cho ông cháu đi. Gạo gì ông ăn có nhiêu vậy? Không có gạo luôn hả? Không. Rồi, cái đó, đó thịt đó là 5 6 miếng đó đó. Nè, 5 miếng luôn nè con. Vừa ăn à? Để nó cứ nhắc á. Đó, chứ nó ấy là nó cứ nhắc á. Đó. Thôi không, mấy chú cháu rồi mình phải đi làm mới kiếm ăn được chứ làm YouTube luôn có nhiều đâu, phải không? À. Thôi đó, món bò là ăn được không? Không. Sao vậy? À. Chưa cứng, em kêu mẹ mới gì? Thằng nhỏ nó còn cứng các bạn ơi, món bò không ăn không được. Cuối cùng nó mà bếp ga mà mọi người. Thôi giờ tới tâm chè nghe các bạn. Đây, tâm chè. Tâm chè ăn ít thôi, ăn con thầu. Thôi, đây mọi người. Vô đây. Rồi vô đây. À, rồi vô đây, rau, à, vô đây, đò, vậy đi. Đi các bạn ơi. Hai con cưng nè. Dòm trô, ôi, hồi nó cho mấy chả lụa nha. Nghe con. Rồi, bún các bạn ơi. Bún nè, mà chè bông mua quá trời luôn. Một cái rưỡi bún luôn các bạn. Thịt này á, thì ông số thì ông ăn như vậy, nhưng mà mình ăn vậy nè các bạn. À, mình ăn vậy nè. Ăn nữa không con, ăn thịt nữa không? Vậy chú mặn hết luôn nha. Không thấy ông thấu là ông ăn vậy đó. À, quên nữa, tới chả lụa nè các bạn. Chả lụa thì các bạn biết sao không? Cho hai em đi cục trâu ô đứng kia kìa. Trà sữa ơi, đứng kia đi. Đứng kia. Nè con. Trâu ô đứng kia ghét quá trời luôn à. Nè trà sữa, nè trà sữa ơi, đó. Rồi, nè con cái này ăn thì cứ ăn nha. Rồi, rồi chú ăn có chanh nè, con ăn chanh không? Gạo không ăn luôn, gạo thơm không ăn luôn. Rồi giờ tới chú nha. Rồi, rồi giờ tới chú, đó. Chú thì cái gì cũng được, đủ thứ hết. Đó. Chanh vô. Rồi, mày chú Tâm. Đó, bánh rồi. À, cháu có đợi đi, chú ăn nhiều lắm rồi. Rồi, bữa nay sao cháu đang yếu vậy ta? Có gì bò nè con, chân bò nè. Rồi, đó chú ăn đi, cứng lắm ăn không được đâu. Sao vậy? Ăn thử coi. Cứng lắm, con cá không đứt đâu. Thế nó cũng giòn mà, nó ăn được đó. Cá không đứt đâu. Ừ. Ăn y như chân bò vậy. Thôi rồi, cái đó. Đó là chân bò ngon quá. Bùi Duyên các bạn ơi. Bùi Duyên cục bự lắm. Bữa nay ăn cháo giờ sớm các bạn. Nói chung là công việc nhiều khi là liên tục. Mà nhiều khi là cũng nhiều khi cũng không có các bạn. Đó là sơ bí u mà mọi người. Thì chia giá cho cháu nó có việc suốt đi. Thôi các bạn ơi. Đậu mềm lắm bà. Ừ, trà sữa ơi, ăn sữa bò không con? Cái này để cho cắm ly đi các bạn. Đó, bây giờ trời ơi, hồi nãy bò là mình trụng đi luôn hả ta? Chín hết trơn. Đó, các bạn ơi, đó gần lại. Đúng rồi nè các bạn ơi. Các bạn ơi. Ngày hôm qua thì cháu yêu đang ấy rồi, các bạn đang trụng gói mì rồi. Ngay tới mình ăn là bún. Mời mọi người nha.
Đã. Bà chè biết con tâm chè thích ăn bò tái lắm. Mời mọi người. Bò con nãy dài chưa? Chưa. Con xuống vừa ăn, con. Mềm. Vừa chín mềm. 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 Tình hình sao? Tình hình mai có gì không? Không biết nữa. Hơi chui hơn. Để hồi qua bến lấy tiền, hỏi anh luôn. Xếp đưa đi về thì đi ha. Mất tiền rồi, em mới ăn sáng rồi. Có gì gọi Zalo chúng nha. À. Bún ngon quá các bạn. Chè bà nấu vừa ăn luôn. Bò hồi nãy để vậy rồi chín hết ta. Còn dưới nữa con. Nhóc à, con nhóc rồi, nhóc rồi. Cái viên bò viên để vô miệng kè không giác luôn các bạn, quá mệt. Kệ có gì ăn đó, ở nhà mà mọi người. Mình không phải thầy bà gì đâu, không phải là bếp gì đâu. Đã luôn. Ớt ngon thiệt. Nói tương xây mà bà chè mà không mua được, mưa các bạn, không mua được luôn. Mời mọi người nha. Con thịt bò nha các bạn, chấm nước tương. Bún bò Huế giải chiến nè mọi người. Một pháo. Mời các bạn. Bò viên các bạn, cục bự lắm các bạn. Bỏ họng không hết luôn. Cục bự bằng cục bò viên không? Thiệt, đúng là bỏ họng không hết luôn. Bò bự hơn bò viên nè. Cái này bà chè không mua, không phải bà chợ đâu. Dạ lụa nè mọi người. Mời các bạn nghe. Rồi hai em trà sữa, không ăn cái lụa gì. À ăn. Cần có trà sữa anh đỡ buồn các bạn. Bà chè giờ ở nhà đâu làm gì đâu. Chỉ review thôi, quay phim thôi. Trời ơi. Ớt rồi. Quá. Ngon. Làm giờ nó bụng quá mọi người. Này bò các bạn ơi, miếng bự lắm mà. Bự bằng miếng thịt bò hả? Bự bằng miếng thịt bò. Bò viên này con, phải ăn đồ mềm đó ăn đi. Bò viên này nó thơm lắm mọi người, gan. Mùi bò nó nhiều. Là có hồi xưa mối này xưa có bà chè bò viên châu đốc. Ngon quá. Bữa đây làm nửa thao rồi các bạn, hơn nửa thao rồi. Còn món bò không ăn luôn hả cháu yêu? Cỡ nào cũng không nhai được. Ăn đầu đất đầu nhà. Đúng rồi. Mà chú thì thấy kính kìa. Vô cho mấy tóc qua găm này già này cũng biết phải cạp. Cạp đâu nữa. Hả? Mời mọi người nè. Ăn bốc đi nghe mọi người. Ăn vậy đi chứ các bạn nói tâm chè ăn dơ ăn giấy gì. Nói chung là nông dân mà các bạn. Ăn những bữa trước. Với ta sạch rồi mà. Ngon. Nó chưa mồi hơn, mềm không. Nhưng mà tâm chè thích ăn mà các bạn nó giòn. Quá là giòn. Cháo thì hơi cứng hay không? Ôi, chứ thích giòn vậy nè. Xong rồi tệ mới nấu mềm quá. Ừ, đã. Tao không ăn cái giò này. Còn nhóc nào không có. Các bạn ơi, à, nãy em đi làm ăn cơm, chỗ ra bao ăn cơm rồi các bạn ơi. Hai hộp hả? Hai hộp. Nãy hai hộp luôn hả? À. Ăn trái lỗ đó con. Ngon. Cái gì? Vậy chờ chú một chút đi. Thịt bò quá trời, ngon.
bằng hết luôn mọi người. Cảm ơn nè. Đúng luôn ạ. Bò viên, chả lụa, chè mà để khóng. Quá bạn. Trời bạn ơi. Thịt bò nữa. Nên ăn, ăn sao ăn cháo luôn. Đang ăn tô nhỏ xíu mà. Này, này cô chú chắc cỡ 4 đồ. Trời ơi, con bò viên. Quá mẹ. Miếng chả lụa quá mẹ. Chả lụa này ngon. Con ngán cái gì mà ít ăn chả lụa con miếng vậy? Tại nãy ăn cơm nhỏ rồi. Để tối nay qua ăn cơm với vợ cái nữa. Ăn vợ thủ tối lắm rồi. Đó. Tính đâu món này món ruột của con. Ê hờ thành món ruột của chú luôn. Quá cáo bò nhiêu. Mời mọi người nha. Mấy bữa cháu đi về là tập chàng ngủ mất tiêu rồi các bạn. Chàng ngủ sớm á. 7 giờ ngủ rồi. Cháu rồi bữa 7 giờ mấy con mới về hả? 8 giờ mới về luôn không? 8, 9 giờ. Đi vậy? Đây làm trễ heo. Trời ơi ớt. Dốc được. Mưa này cháu đi trời. Cũng sắp xong rồi con ơi. Xong luôn mọi người ơi. Rồi xong. Tâm về Vĩnh Long. Anh gồm. Xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại đâu là sao. Bye bye.